lời tâm sự oái oăm khi thông gia lại phải lòng nhau. Các bạn thân mến, đúng là cuộc sống thì luôn tồn tại vô vàn những mối quan hệ và đôi khi chúng ta cảm thấy nó quá éo le và quá trớ trêu. Và việc các ông bà thông gia mà lại có thiện cảm với nhau thì cũng là một chuyện tuy rằng cũng hy hữu và hiếm khi xảy ra đấy, nhưng một khi nó đã tồn tại thì thực sự mang đến những điều rất là oái oăm, những điều rất là kỳ cục và khó xử cho tất cả những người, kể cả trong cuộc và ngoài cuộc. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự của một người con, một người chồng có trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu, đó là có bố đẻ và mẹ vợ mình lại tư thông với nhau. Và chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự của người đàn ông này ngay sau đây để cùng chia sẻ và có thể đưa ra được những lời khuyên giúp anh ấy có thể tháo gỡ những cái khó khăn, những cái vấn đề éo le trong hoàn cảnh của mình các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng đến với lời tâm sự ngay sau đây. Tôi lập gia đình đã được 5 năm, nhưng cũng là 5 năm tôi như sống trong một cơn ác mộng. Một bên là bà xã tôi, còn một bên là mẹ ruột tôi. Bên là hạnh phúc của riêng mình, một bên là hạnh phúc của chính bố mẹ đẻ. Tôi cứ bị giằng xé ở giữa, như thể ngựa xé ra làm trăm mảnh, dày vò. Câu chuyện xấu hổ và nhục nhã có 102 của gia đình tôi bắt đầu từ chính cuộc hôn nhân của tôi. Bởi vì chúng tôi tìm hiểu, yêu nhau, thương nhau rồi nên duyên vợ chồng mà hai gia đình thông gia đi lại đã quen biết. Mẹ vợ tôi ly hôn chồng từ thời còn trẻ. Bà có thêm một đời chồng thứ hai nữa nhưng không có con. Chính vì không có con chung nên cuộc hôn nhân của mẹ vợ tôi cũng không được hạnh phúc. Bố mẹ vợ tôi sống cặp với nhau đâu đó được khoảng 5 năm thì lại ly hôn. Vậy là qua hai lần đò và hai đời chồng, mẹ vợ tôi vẫn chăn đơn gối chiếc. Bố mẹ đẻ tôi thì có một cuộc sống khá êm đẹp. Mẹ tôi tuy nhan sắc thua kém bố tôi nhiều, lại hơn bố tôi tới 5 tuổi, nhưng mẹ tôi lại là người đảm đang tháo vát. Gia đình bên ngoại tôi có sạp vải ở chợ Bến Thành. Từ bé mẹ tôi đã phụ bố mẹ buôn bán ở ngoài chợ nên mẹ rất nhanh nhẹn đảm đang và tháo vát. Ngặt một nỗi, vì mẹ tôi xấu gái nên trễ duyên, ngấp nghé 30 tuổi vẫn chưa có đám nào dạm hỏi. Bố tôi là người ở Hóc Môn, phiêu dạt lên chợ Bến Thành, Sài Gòn làm nghề bốc vác hàng ở chợ. Ông bà ngoại tôi thấy bố ham làm, mặt mũi khôi ngô sáng sủa, ông gọi bố tôi về làm thuê cho ông ở sạp vải. Việc của bố tôi là theo ông bà áp tải đi lấy hàng về bán. Bố tôi khỏe mạnh, xốc vác nên rất được việc. Bố tôi vốn là mồ côi cha mẹ từ sớm, nghèo khổ tứ cố vô thân, nên ông bà ngoại tôi lại càng rất thương. Thấy bố thật thà hiền lành, ông bà ngoại đánh tiếng với bố là gả mẹ tôi cho ông ấy. Cũng tại mẹ tôi kém sắc quá nên không có ai giảm ngõ cả, thế nên ông ngoại mới gán cho bố. Bố như chuột xa chĩnh gạo nếu như lấy được mẹ, được làm con rể của chủ sạp buôn lớn ở chợ Bến Thành. Một bước trở thành người nhà ông chủ nhiều tiền, có người ăn kẻ ở, có người làm thuê làm mướn. Lấy được mẹ, bố tôi cũng hết tứ cố vô thân ăn nhờ ở đậu, cơ hội để đổi đời, nên khi ông ngoại đánh tiếng là bố tôi ưng thuận liền. Mẹ kém duyên kém sắc, lại già hơn bố tận 5 tuổi cũng không ảnh hưởng gì. Lấy được mẹ một bước đổi đời là bố sướng như bắt được vàng. Bố mẹ tôi lên duyên vợ chồng từ đó. Sau này thời mở cửa, buôn bán càng dễ dàng hơn. Ông bà già lui về nhường sạp hàng buôn bán cho bố mẹ ở chợ. Mẹ tôi làm chủ sạp hàng, một tay chèo lái trên thương trường. Còn bố đứng ở phía sau hỗ trợ. Bố mẹ sinh được hai anh em trai, tôi là anh trai lớn trong nhà. Cuộc sống của bố mẹ tôi đơn giản nhưng bình yên. Cứ sớm tối bố mẹ lúi húi cùng với nhau sắp hàng, phụ mẹ bán hàng ngoài chợ. Xong việc thì bố đưa đón tụi tôi đi học, về đến nhà sớm còn cơm nước cho mẹ bán hàng ở ngoài chợ về muộn. Tôi học xong ra trường thì quen biết và thương một người con gái hiền lành dễ thương, sau này trở thành vợ của tôi. Vợ tôi là con độc nhất của mẹ vợ. Tôi cưới vợ tôi năm cô ấy 20 tuổi, còn mẹ vợ tôi mới có 38. So với mẹ ruột tôi thì mẹ vợ tôi trẻ hơn tận đến 10 tuổi và trẻ hơn bố tôi tới 5 tuổi. Nhưng điều quan trọng là mẹ vợ tôi còn rất là trẻ và đẹp. Nước da mẹ vợ tôi tươi giòn, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Tính tình mẹ vợ tôi cũng ham vui, phóng khoáng. Mẹ tôi lại hát rất hay, nên càng ham hố mấy trò sinh hoạt văn nghệ. Từ ngày hai bên thông gia gặp nhau,
bố tôi cũng được mẹ vợ tôi đánh thức những khả năng văn nghệ tiềm tàng ẩn giấu trong người bố tôi được vùng thức dậy. Hai bên thông gia hợp nhau ngay từ buổi đầu dạm ngõ. Bố và mẹ vợ tôi tuy đã ở tuổi trung niên nhưng tính tình rất là trẻ trung vui vẻ nên không mấy có khoảng cách. Mẹ vợ tôi lại ham văn nghệ và có tài lôi kéo đến nỗi mà đám cưới tụi tôi, cả mẹ vợ và bố tôi song ca liền mấy bài Lời của gió rồi lại Vàm cỏ đông. Bố mẹ tôi còn ca vọng cổ bài Ngẫu hứng lý qua cầu ngọt như mía nổi, làm cho cả hôn lễ cứ nóng dần dần vì vui. Mẹ ruột tôi thấy bà thông gia với ông thông gia hát hay, lại hay hát song ca bốc lửa, nên cũng cứ vỗ tay dần dần. Mẹ tôi như trẻ ra cả đến mấy tuổi. Những năm tháng đầu của cuộc hôn nhân, chứng kiến thông gia hai bên gia đình thân tình thắm thiết, vợ chồng tôi rất vui. Cả hai gia đình đã có những ngày tháng tuyệt vời khi nghỉ lễ Tết thông gia lại cùng với vợ chồng chúng tôi đi du lịch. Tại vì mẹ vợ tôi sống một mình, cũng chẳng ràng buộc với ai, sợ mẹ buồn nên mỗi lần cả nhà tổ chức đi chơi, đi du lịch cuối tuần hay đi đâu đó vài ngày là tôi đều mời mẹ vợ đi chung với bố mẹ và vợ chồng tôi. Thấy ông bà thông gia hai bên hợp nhau, chúng tôi thực sự rất vui. Thế rồi con gái lớn của chúng tôi chào đời, mẹ vợ tôi có qua nhà tôi ở luôn để tiện chăm lo cho vợ tôi trong tháng sinh nở. Mẹ đẻ tôi thì bận buôn bán ở ngoài chợ không nghỉ được, cứ giục bố qua lại phụ giúp mẹ vợ tôi để chăm sóc cho cháu nhỏ. Cứ thế bố tôi và mẹ vợ tôi ngày càng thân thiết, không nề hà nhau hay là kênh kiệu nhau như những thói thường của các thông gia khác, hay soi mói dòm ngó nhau bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thông gia nhà tôi thì sống với nhau cởi mở, nhiệt tình hết mình. Thế nhưng chuyện đời đơn giản như vậy thì đã không có gì để nói. Cha ông ta ngày xưa đã có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mẹ tôi thì cứ bận ngoài chợ tối ngày, bố tôi lấy cớ qua lại với cháu nhỏ. Ngày bố lượn qua nhà tôi đến mấy lần, có khi nán lại ăn cơm, trò chuyện rôm rả ca buổi tối. Đến khi muộn thùi lùi, nói chuyện chán chê vui vẻ với bà thông gia cho chán rồi mới về nhà. Khi con gái tôi lớn lên qua tháng cữ, ông bà thông gia toàn lên kế hoạch cuối tuần để cả nhà đi chơi. Khi thì Vũng Tàu, khi thì về Rạch Giá Kiên Giang, khi thì đi chợ nổi Cái Răng. Hầu như cuối tuần nào cũng trộn rộn đi chơi hú hí rất vui vẻ. Thời gian đầu mẹ tôi còn đóng sạp đi chơi hàng cùng cả nhà cho chị thông gia vui. Nhưng cứ tuần nào tháng nào cũng đi chơi miết, mẹ tôi tiếc khách, tiếc tiền, mẹ toàn từ chối để được ở nhà bán hàng kẻo mất khách. Mẹ tôi cứ vô tư để cho chồng mình cùng với chị thông gia đi cùng lũ con nhỏ cho rôm rả. Có lẽ mẹ không bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó anh thông gia lại đi với chị thông gia rồi lại có chuyện gì mờ ám chăng? Không lẽ chồng mình đi chơi với thông gia lại xảy ra chuyện gì không hay được? Giờ hai bên gia đình đã là một nhà, có con có cái, có dâu có rể cả rồi thì yêu quý nhau cũng là chuyện thường. Vì thế rằng bữa nửa tháng đi chơi thì mẹ tôi còn tham gia được, còn lại mẹ nhường bố tôi đi cùng với cả bà thông gia và các con. Cho đến tận bây giờ khi chuyện tày trời xảy ra, khi mà bố tôi thì cứ mê mệt mẹ vợ tôi, hai người vẫn trốn mẹ tôi để cùng nhau đi nhà nghỉ hẹn hò, thì mẹ tôi vẫn không hay biết chuyện trời đất đang sụp đổ gì. Mẹ cứ vô tư, có niềm tin tuyệt đối ở chồng mình và chị thông gia. Còn bố tôi thì lại lợi dụng niềm tin thật thà của mẹ đã cùng với bà thông gia làm bậy. Của đáng tội, mẹ đẻ tôi cũng đã ngoài 50, đã sọc sạch già nua. Vì vốn dĩ mẹ tôi không đẹp, lại mải lo làm, lo ăn, lo buôn bán nên không chú ý đến ngoại hình của mình. Đó cũng là cái thiệt thòi do mẹ tự không biết làm đẹp. Còn bố tôi thì ngày càng đỏ da thắm thịt. Bố tôi chưa đến 50 vẫn còn rất khỏe mạnh và cường tráng. Còn mẹ vợ tôi thì khỏi phải nói, tuổi 40 như mùa xuân chín rộ. Từ ngày có bố tôi là người tình, mẹ như một bông hoa hàm tiếu khoe sắc muộn cứ rừng rực. Mọi người ạ, có hai thứ dường như không thể che giấu được trên đời, đó là kẻ say rượu và người say tình. Bố mẹ tôi đang say tình nên không giấu được đôi mắt nhạy cảm của tôi. Vợ tôi thì đang chăm con nhỏ, không có nhiều thời gian để ý đến chuyện mẹ mình với bố chồng có chuyện gì. Mà trong mắt con cái thì các bậc sinh thành có quan hệ thông gia thì làm gì có chuyện gì mà xảy ra được. Thế nhưng tôi là đàn ông,
thấy bố mẹ có điều gì đó khăng khác, trông không giống với những cặp thông gia bình thường là tôi đã sinh nghi. Từ khi phát hiện ra những biểu hiện khác lạ bất thường của bố tôi và mẹ vợ, tôi đã bỏ thời gian để đi theo người, theo dõi thực hư câu chuyện. Khi tôi biết bố tôi sau khoảng thời gian soạn hàng bên sạp mẹ tôi bán, thì bố tôi quay về nhà, rước mẹ vợ tôi vào nhà nghỉ. Đến chiều muộn, bố và mẹ từ nhà nghỉ đi ra chợ dọn hàng cho mẹ đẻ, chở mẹ tôi về nhà. Còn mẹ vợ tôi thì về chợ búa cơm nước cho vợ tôi. Khi biết được sự thật cay đắng này, tôi vô cùng phẫn nộ. Tôi không biết phải ứng xử như thế nào với những bậc sinh thành để phải đạo làm con, mà tôi cũng để cho bố và mẹ vợ tôi biết thái độ quan điểm của tôi mà biết lỗi quay đầu. Chưa ai đời nay ông bà thông gia lại quan hệ bất chính với nhau, coi thường đạo lý không ra gì hết. Không những coi thường mẹ tôi, mà chính bố tôi và mẹ vợ tôi còn đang coi thường luân thường đạo lý, bất chấp tất cả, không tôn trọng hạnh phúc của con cái, làm trò mèo mả gà đồng không thể chấp nhận. Vì coi thường mẹ vợ và ghê tởm mối quan hệ của hai người mà tôi ngày càng đâm ra lầm lì và cáu gắt với vợ tôi. Đôi khi tôi đã len lỏi ý nghĩ vợ tôi được sinh ra bởi một người đàn bà coi thường đạo đức như vậy, thì không biết sau này cô ấy liệu có chung thủy giữ mình được với tôi hay không, hay lại lăng loàn như mẹ. Mỗi lần suy nghĩ, tôi lại khó chịu, cáu gắt, cãi cọ với vợ. Tôi làm cho vợ tôi buồn, khóc, mà không hiểu tại sao chồng mình lại đối xử như vậy. Thưa mọi người, tôi đã mấy lần hẹn bố tôi ra quán cà phê uống nước và bày tỏ quan điểm của mình, yêu cầu bố tôi chấm dứt ngay mối quan hệ bất chính với mẹ vợ tôi để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình và con cái, cho gia đình của chính tôi và kể cả là cháu nội của bố. Nhưng bố tôi nổi khùng lên và nói với tôi rằng: "Mày nói tao đi, tao bỏ mẹ mày luôn. Mày có hạnh phúc thì mày giữ, tao có hạnh phúc thì tao vun đắp, tao không hy sinh vì mày được. Ai cũng có cuộc đời riêng của mình, mày không được hỗn với bố mày." Mọi người ạ, đến nước bố tôi nói cùn như thế thì tôi cũng bó tay. Tôi buồn lắm, cuộc sống của tôi thực sự rất chán nản. Tôi chỉ sợ mẹ tôi biết chuyện, rồi hàng xóm biết chuyện thì tôi không sống nổi. Mọi người ạ, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi xin phép được gửi đến các bạn lời tâm sự của một người đàn ông thực sự đang vướng vào hoàn cảnh vô cùng éo le, khi chính bản thân mình không phải là nhân vật chính và mình cũng không thể nào tự có thể giải đáp, có thể giải quyết được những cái khúc mắc, những cái nút thắt trong chính cuộc sống của mình. Khi mà người cầm chìa khóa và người tìm được câu trả lời ở đây lại chính là bậc sinh thành của mình. Phải làm sao đây khi một bên là hạnh phúc của bản thân, còn một bên lại là hạnh phúc của cả một gia đình lớn. Người đáng phải hy sinh thì lại không hy sinh, còn người không thể làm được gì thì lại đang vô cùng sốt ruột và cũng không biết phải làm thế nào với tình cảnh của mình. Theo các bạn thì người đàn ông cong câu chuyện này cần phải làm gì để có thể thoát ra khỏi tình trạng éo le này, để mọi chuyện không đi vỡ lở quá xa, không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, đến danh tiếng của bản thân mà còn đến với cả gia đình rồi cả con cái sau này nữa. Rất mong nhận được lời khuyên và chia sẻ từ phía các bạn để gửi đến chàng trai, đến người đàn ông cho câu chuyện ngày hôm nay. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.